Gia đình bé Vân An tiếp tục bị đồn nhận tiền tỷ để xin giảm án cho dì ghẻ Quỳnh Trang. Thật hư ra sao? Mới đây nhất trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện bài viết Gia đình bé Vân An đã nhận 1 tỷ để viết đơn xin giảm án cho dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang và người bố là Nguyễn Kim Trung Thái. Vụ việc bé Vân An 8 tuổi ngụ quận Bình Thạnh bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong đã gây xôn xao dư luận. Ngày 5 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, ngụ Gia Lai, hai tội danh hành hạ người khác và giết người. Còn Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi là bố ruột của bé Vân An, bị khởi tố điều tra hai tội danh hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Xoay quanh vụ việc này, trên mạng xã hội thỉnh thoảng lại xuất hiện những tin đồn không mấy hay ho liên quan đến gia đình phía mẹ ruột bé gái Vân An. Mới đây nhất trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện bài viết Gia đình bé Vân An đã nhận 1 tỷ để viết đơn xin giảm án cho dì ghẻ Quỳnh Trang và người bố là Nguyễn Kim Trung Thái. Trước thông tin này trên trang cá nhân của mình, bác của bé Vân An là chị L đã viết bài đính chính, khẳng định gia đình bé Vân An không bao giờ rút đơn, bãi nại hay xin giảm án cho hai con quỷ đội lốt người đã giết chết cháu tôi. Cụ thể bài viết như sau, mấy ngày hôm nay mình nhận được nhiều comment inbox hình ảnh bài viết có đặt câu hỏi về một vấn đề rất nhạy cảm liên quan đến vụ việc của bé Vân An. Mình không thể trả lời hết tin nhắn của từng người nên xin phép được trả lời tại đây một lần nữa. Một là gia đình bé Vân An không bao giờ rút đơn, bãi nại hay xin giảm án cho hai con quỷ đội lúc người đã giết chết cháu tôi. Gia đình vẫn đang chuẩn bị chu đáo mọi thứ để chờ ngày vụ án được xét xử mọi thông tin từ các nguồn khác đều không phải là tiếng nói của gia đình hai là bé vân an trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cộng đồng trong thời gian vừa qua và luôn mong muốn nhận được sự động viên giúp đỡ về mặt truyền thông từ tất cả mọi người trong thời gian tới xin bày tỏ lòng biết ơn tất cả mọi người thật nhiều ba là gia đình luôn tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật sự công tâm của cơ quan điều tra và sự tận tâm của các luật sư sẽ điều tra xét xử vụ án đúng người đúng tội Trước đó, gia đình bé Vân An cũng từng đến chính về thông tin gia đình của cháu bé 8 tuổi rút đơn kiện. Về sự việc này, anh Quang V là bác trai ruột của bé Vân An cho biết, Chúng tôi xin khẳng định rằng gia đình không bao giờ rút đơn tố cáo hành vi của Thái và Trang. Gia đình con sẽ theo vụ kiện đến cùng để đòi lại công bằng cho cháu Vân An và luôn mong pháp luật xử đúng người, đúng tội, đúng luật pháp. Bên cạnh đó, chị Lơ là bác gái của Vân An cũng chia sẻ rằng chị H là mẹ ruột của bé Vân An đang chuẩn bị hồ sơ để làm việc cùng luật sư và các cơ quan điều tra. Đồng thời, chị vẫn mạnh mẽ là chỗ dựa cho đứa con trai bé bỏng. Cũng theo chị, thời gian qua, mẹ ruột của bé Vân An không xuất hiện hay lên tiếng trước truyền thông, khiến nhiều người hiểu lầm, gia đình đã rút đơn kiện. Như đã đưa tin ngày 2 tháng 1 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ vụ án bé gái Vân An sinh năm 2013 bị bạo hành dẫn đến tử vong lên cơ quan cảnh sát điều tra bc 01 công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra và xử lý. Tại cơ quan chức năng Thái đã thừa nhận nhiều lần chứng kiến con gái bị di ghẻ trang, dùng roi mây và cây đánh. Thái có một số lần nặng lời và cầm cây đánh cháu An, nhưng Thái cho rằng nghĩ là dạy dỗ để con ngoan ngoãn hơn, chứ không nghĩ hậu quả dẫn đến chết người. Trên bay về sự việc xảy ra vào ngày 22 tháng 12, Thái cho biết tầm 18 giờ, sau khi Trang gọi điện thoại thông báo, Thái chạy về nhà thì đã thấy con tím tái, thở khó khăn. Thái sợ cứu nhưng cảm nhận con gái không còn phản xạ nên đưa đi bệnh viện dữ liệu phục hồi camera cũng cho thấy trang bạo hành đánh đập giả mang cháu gái nhiều ngày đều có sự chứng kiến của thái